Dạ, để cho con đủ thứ đi. Và cho phép con quay, con chơi, quay phim con giới thiệu chút xíu về chiếc xe bánh của mình nha cô. Dạ, nhìn hấp dẫn quá. Ồ, bánh này là mình tự làm hết luôn hả cô? Tự làm. Dạ. Đây vì hôm nay chúng ta vào phía sau chợ Phạm Thế Hiển quý vị. Thấy có cô đang bán xe bánh, quá trời loại bánh luôn. Hình như ngoài ra cô còn có bán xôi gì nữa hả cô? Xôi, chè. Dạ. Ủa mình đi bán xe bánh này lâu chưa hả cô? Bán hồi năm Mậu Thân tới giờ. Là năm 68 tới giờ. Ôi vậy cũng lâu rồi hả cô? Cô bán hồi cô mười mấy tuổi, giờ 76 tuổi. Dạ. Ngày nào cô cũng đi bán vậy. Dạ. Nhà mình có ở gần đây không cô? Nhà là đường Đỗ Ngọc Quang. Dạ. Mà như vậy là cô đi bán dạo chứ cô không có đứng cố định hả? Dạ. Ngày nào cô cũng đi vòng vòng ở chợ Phạm Thế Hiển này. Ở ngoài ngoại đuổi quá vô đâu. Dạ. Thường là một phần như vậy là mình bán bao nhiêu cô? Vậy có 20 à. Dạ, 20 là đầy đủ luôn hả? Còn chè với lại xôi rồi thì mình bán sao cô? Hộp 10 ngàn. Dạ, hộp 10 gì? Chè ăn bịch 10 ngàn. Dạ. Nạn viên 5 ngàn. Dạ. Hình như là con thấy là có chè đậu hả cô? Chè đậu. Chè khoai môn. Chè khoai môn. Bánh tằm. À, bánh tằm. Cho đậu đen, chè cho nước. Dạ. Mình có con cháu gì phụ không mà sao làm được nhiều vậy cô? Có một đứa phụ. Dạ, có một người phụ chứ hả? Nhưng mà làm một mình chắc cực khổ lắm. Một mình làm lâu lắm, làm hỏi. Dạ. Đây quý vị nhìn thấy hả? Bánh bột bán nè. Bánh này bánh bò. Dạ. Bánh bột bán. Dạ. Bánh khoai mì. Dạ. Này khoai mì nhân dừa, khoai mì nhân đậu, trứng chuối. Dạ. Trời ơi, nhìn thèm ghê quý vị ơi. Tại vì bây giờ còn sớm á, nên xe của cô còn đầy hấp dẫn lắm. Chè đậu ngon ghê. Dạ. Yeah. Đây, chè đậu ngon ghê không? Đó, chè đậu. Ai ăn xôi không? Chè khoai môn. Ai ăn chè đậu không? Cái gì vậy? Bánh tằm ui, nhìn bánh tằm thấy đẹp ghê không? Xôi. Và thấy chiếc xe của cô nhìn sạch sẽ lắm quý vị ạ. Còn gà. À. Để đường muối thôi ha. Đây là có để đường lên đi. Rồi như vậy nếu bây giờ khách muốn tìm ăn có số điện thoại. À dạ. Tí cô cho con xin số điện thoại luôn nha. À, mua cái gọi hỏi đứng ở đâu. Dạ là chạy đến. Có ai đặt chè chỉ tô nấu. À dạ. Vậy, dạ, vậy có gì cô cho con xin số điện thoại ha. À, dạ. 0908. Dạ, 0908. 966. 966. 215. 215. Mình tên là gì cô ha? Cô Sen. Cô Sen. Dạ. Cô Sen, Sen. Đó quý vị, đó là số điện thoại của cô Sen nha. Nhưng mà quý vị nào mà muốn thưởng thức bánh cũng như là muốn đặt bánh. Đặt chè. Đặt chè, đặt bánh. Thì quý vị có thể gọi cho cô Sen có số điện thoại mà cô vừa mới đọc quý vị. Cô ta thấy nhìn ngon nè. Cái này là cái trắng là như là dừa hết con. Cái này dừa, cái này khoai mì. Dạ khoai mì. Nhưng mà mình có cái màu gì đó con? Màu lá cẩm, màu gạch tôm. Màu gạch tôm. Dạ. Đẹp quá. Màu gạch á. Dạ. Cái này là mình còn nữa không hay là hết? Đây là hết rồi con. Nhiều đó. Dạ. Sáng đầy bán. Dạ. Nãy con đi ngang cái tiệm hủ tiếu gì á, con thấy cô bán đông quá trời luôn ha. Dạ. Tính Tết giờ nghỉ mới bán mấy bữa. À dạ, Tết cô nghỉ lâu dữ ha. Dạ rồi, mà ít ít. Dạ, con thấy vậy là cũng nhiều á. 76 tuổi rồi. Dạ, 76 rồi. Rồi cũng lớn rồi mà cô đẩy chiếc xe này nặng với bộ. Xe này nặng chứ đâu phải nhẹ đâu. Rồi thức đêm rồi đó mà. Dạ. Cái này mà để cô chuẩn bị được hết cái này là cô phải thức từ mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ đêm. À. Rồi sáng ra làm xong là đi bán vậy luôn. Làm đi bán. Rồi bán chiều tới chiều về rồi. Về nghỉ, mời nghỉ mần mốt mới bán. Ủa vậy là cô bán ngày nghỉ ngày hả? Tại có mình mần. À. Hôm đó có con dâu thì mỗi ngày mỗi bán. Dạ. Bây giờ con dâu làm riêng. Dạ. Nhưng mà cô có cố định là ngày chẳng ngày lẹ gì không? Không. Định riêng như vậy là bây giờ là ngày thứ mấy nhỉ? Bữa nay thứ tư cô bán ha. Dạ. Thứ năm chứ. Dạ. Thứ sáu cô nghỉ. Dạ. Cái thứ bảy nghỉ nữa là nấu chè cho người ta. À, người ta đặt. Ừ, nấu tới cả triệu lần ra. À, nhiều quá. Dạ. Giờ còn in vô khuôn nữa. Dạ.
ra đâu có. Như vậy tính ra bây giờ muốn ăn bánh của cô cũng khó tìm nhờ. Nhưng mà là ngày làm ngày nghỉ, rồi cái ngày nào mà có khách đặt nữa là nghỉ thêm nữa. Dạ. Đó thì nếu mà quý vị nào mà muốn thưởng thức thì phải gọi trước. À đúng đó, rồi. Phải gọi trước. Giờ con thấy chè Khuê Môn cũng ngon quá, cô lấy cho con thêm bịch chè nữa đi con. Phải bữa nay cô có bán không? Dạ thì gọi cô trước hỏi xem cô hôm nay cô có bán không. Thức 12 giờ là cực chứ bộ. Cực lắm con ơi. Dạ. Mà cô lớn tuổi nữa. Cái mặn gì sướng giờ. Có nhiều người ta muốn mặn mà không được á. À dạ. À, cái thời gian mà bữa khuya á cô, mà mình thức nhiều như vậy á cũng không làm ngủ cũng không được. À. Như vậy thì chắc là cô quen rồi quá, cô bán mấy chục năm cô làm cô quen rồi quá. Ngủ ít lắm. Dạ. Khách bấm vô quý vị ơi. Ở bển đi con đẩy qua. Dạ được. Cái này là bao nhiêu nữa hả cô? 10 ngàn. Dạ 10 ngàn. Đuổi hả? Dạ nói nhích lui một chút xíu. Mà thôi bây giờ cô cứ đi đi, con đi theo con quay cũng được. Con quay cô bán chút xíu nữa. Cô lấy giùm con. Dạ, cảm ơn. Bán ăn gì ta? Trang nước dừa hả? Đâu đậu tre? Trang nước cốt không? Trời ơi ăn không biết không ta. Ủa má sao ăn vậy ai biết đâu? Muốn cho thì ăn, không cho thì thôi. Khách dễ tính quá. Cơm mà không có canh ăn không nổi. Dạ. Yeah. Ăn gì nữa? Vậy là không để ha. Ôi mỗi phần như vậy 5.000 hả con? Bán cũ ăn có 5.000. Dạ, 5.000 bán 5.000 luôn. Nhiều cũng bán. Dạ. Ăn không nhiều ha bà ha. Có bữa không ăn cơm. Dạ. Qua một gì dạ. Dạ dạ cảm ơn bà. Dạ. Cho con phần sôi nước. Nước dừa để viên. Lấy ỉ là lấy hạt nhỏ hả con? Ừ, rồi 15 nữa con. Nước dừa để riêng hay chung? Không lấy nước dừa. Mai mốt rồi mình có định truyền lại cho con cháu gì không con? Cực quá người ta không làm đâu. Cực quá không làm hả con? Vậy có truyền lại cho con nha. Bởi vì con đến con học nghề. Giàu thì không có giàu. Dạ. Không có cất nhà lầu xe hơi được nhưng mà đủ sống. Dạ. Chồng cô bỏ cô hồi năm cô 26 tuổi. Ôi. Mà nuôi ba. Mà sao hồi đó còn trẻ mà nuôi ba đứa con tới giờ lớn hết trơn rồi đó cũng không có vất vả gì không. Dạ. Sao hồi đó còn trẻ mà cô không đi bước nữa? Thôi cực lắm. Con mày con tao. Cực. Dạ, như vậy ở như vậy để nuôi con luôn. À. Dạ. Gần bây giờ già rồi. Có tiền muốn cho ai cho. Dạ. Muốn đi chơi đi. Không có ai ràng buộc mình. Dạ. Ăn gì con? Mình là người gốc ở đây luôn hả con? Cô ở Cần Thơ. À dạ. Mà đều nhà ở đây. Dạ. Như vậy là cô lên lâu lắm rồi. Có má đẻ ở đây. À dạ. Má quê nguyên quán này ở Cần Thơ. Dạ, nguyên quán rồi. Nội ở Cần Thơ, ngoại ở Sa Đéc. Dạ. Đó thì nếu quý vị có gặp cô xem thì mua ăn dùng thử xem sao, cô đã thấy ngon hấp dẫn, sạch sẽ, gọn gàng, cô vui vẻ nhiệt tình quý vị. Với phần như vậy đầy đủ thì 20, còn chè thì 10.000, quý vị mua 5.000 cô cũng bán luôn. Đó, nãy giờ là cô đã thấy có quá trời nhiều người mua 5.000. Rồi đây ha. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ có duyên gặp lại. Dạ. À.
bye bye cô. Đây là đường gì đấy quý vị? Ai ông anh chuối lắm chưa? À dạ đường Đông Hồ dạ. Đường Đông Hồ quý vị, phía sau chờ Phạm Thế Hiển á. Đây vị ơi, quý vị nhìn lại hộp bánh của cô ha. Ôi, cô cho Phô Tha 2 bịch nước dừa luôn nè. Một bịch nè. 2 bịch quý vị. Đó. Xem thử lại trong hộp nè. Tại nãy đứng nói chuyện với cô nhìn cái chè ngon quá, cô ta mua thêm một bịch chè nữa. Bịch chè thì 10.000, hộp bánh đầy đủ thì 20. Đây. Hộp bánh nha quý vị. Nhìn ngon lắm. Đó. Ở trong là có đồ phòng đó quý vị. Bánh bò nè, bánh bột bán nè, bánh khoai mì, rồi chuối hấp. Nhưng mà cái bánh khoai mì thì nó có hai loại nhân quý vị. Hồi nãy cô nói nhanh quá Phô Tha cũng không nhớ rõ. Để bây giờ Phô Tha ăn thử xem sao nha. Đổ nước dừa vào đây. Nước dừa còn nóng quý vị. Phô Tha ghé trạm ở đây, Phô Tha ăn xong rồi Phô Tha mới về nhà nha. Cái này cô cho 2 bịch nhưng mà Phô Tha nghĩ mình đổ một bịch mình ăn trước quý vị. Nước dừa đầm quèo luôn nè quý vị. Đó. Hết luôn. Cho nó thấm. Trời ơi, những cái nước dừa nó ngon. Vào đây. Quý vị nha. Ăn thử cái bánh bò nè. Nhìn vậy thôi chứ nó có nhiều lắm quý vị. Nó thơm. Cái nước dừa của cô á, không có ngọt nhiều quý vị. Ít ngọt. Ăn vậy nó cũng đỡ ngán thôi. Nó béo béo thôi chứ nó ít ngọt. Coi cái khoai mì này nè. Sắn nó ra. Sắn không được vị, hình như nó dai á. Mình phải cắn. Ở trong là nhân dừa. Không. Nó sực sực quý vị ạ. Nhân dừa. Cái này Phô Tha phải múc một miếng nước dừa chan vào trong cái bánh này. Đó. Bánh khoai mì nhân dừa này. Vậy mới ngon nè. Mời quý vị nha. Nó thật sự ngon, thật sự quý vị ạ. Quá ngon. Nó phỏng. Nó còn nó có chút mặn mặn đó quý vị. À, bây giờ là cái bánh khoai mì khác nè, nhân khác nè. Hình như cái này là nhân đậu xanh hay sao á. Ui giời mày rớt. Ui. Xíu tí nữa là rớt rồi, tại cái muỗng hơi nhỏ. Đúng rồi. Cái này nhân đậu xanh. Hàng cảm giác nó sạch sẽ quá vậy. Ngon. Đậu xanh này cô bọc cũng ít ngọt nữa. Bánh này cũng ít ngọt thôi. Quý vị có thể đổ 2 bịch nước dừa nha. Cho nó ngấm nhiều.
Cô ta thì chỉ đổ một bịch thôi nên nó hơi khô rồi nè. Hồi nãy mới đổ đầu tiên thì thấy nó nhiều, mà ăn một chút xíu thì nó khô à. Bánh bột bán dai quá vậy. Ở trong cũng là những đồ xanh dai. Có cái đậu phộng lên ăn nó ngon hơn. Nó vừa mặn mặn vừa ngọt ngọt. Tại hồi nãy cô để đậu phộng qua một góc á, nên nó không được điều quý vị. Mình phải rưới điều lên để ăn mới ngon. Ở đây cô bán thì kiểu giống như là thích thì bán á quý vị. Nghĩa là cô không có cố định 24/7 hay 3/5/7 gì cả, hay là ngày chẵn ngày lẻ gì cả. Cô chỉ bán một ngày nghỉ một ngày, nhưng mà không cố định. Có khi thì khách đặt hàng á, thì cô ở nhà cô làm, cô giao cho khách luôn, chứ cô không có đi bán đó. Nên muốn ăn cũng khó. Nhưng mà cũng may là có số điện thoại. Quý vị nào mà muốn ăn á, thưởng thức thì có thể gọi điện thoại cho cô. Cái này là chuối hấp quý vị. Chuối hấp cô cắt miếng bự chạng luôn nè. Cái bánh thì nó không ngọt quý vị, nhưng mà trái chuối á, cắn một cái trái chuối nó ngọt ghê. Còn bịch chè nữa. Các bịch chè để trưa ăn đây. Thôi, cho ba tạm dừng ở đây nha quý vị. Nhìn chung bánh của cô á ngon. Từ cái nước dừa này cho đến các loại bánh đó, thì Phương Tha thấy cô làm ít ngọt, không có ngọt nhiều. Nếu có gặp lại cô, Phương Tha mua thì Phương Tha sẽ xin thêm nhiều đậu phộng. Tại vì đậu phộng nó mặn mặn đó. Bye bye quý vị. Quý vị nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV nha. Bye bye.